Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, chị ơi, chị tư vấn giúp em với ạ. Em và bạn trai quen nhau được 3 tháng thì tụi em có quan hệ tình dục, dẫn đến việc anh ấy chán và tụi em chia tay sau 1 tháng. Nhưng em không níu kéo, sau chia tay bạn ấy vẫn nhắn tin quan tâm hỏi thăm tất cả các ngày lễ, ngày kỷ niệm và hay rep story của em. Tần suất không nhiều, tầm 1 tuần không nói chuyện là bạn ấy lại nhắn tin, rep story. Đôi khi bạn ấy có nhắc về kỷ niệm nhưng không đề nghị quay lại. Tính ra tụi em chia tay 1 năm hơn rồi ạ. Tháng trước bạn ấy rủ em đi chơi đèo nhưng mưa nên đi xem phim. Bạn ấy lâu lâu hay đề cập đến chuyện quan hệ tình dục. Em nghĩ là em không còn trong trạng thái im lặng mà đang nối lại với bạn ấy phải không ạ? Vậy chị có thể cho em lời khuyên em nên làm gì để anh ấy chủ động nói lời quay lại với em không ạ? Thực tình em đã tập trung vào cuộc sống của mình nhưng lâu lâu lại rất buồn và không biết nên làm gì để xây lại tình cảm vì em không quên được bạn ấy. Em mong chị cho em lời khuyên. Em thân mến, em đang có một cái sai trong ứng xử. Cái chuyện mà lâu lâu anh đề cập đến chuyện quan hệ tình dục mà em nghĩ là bọn em đã có cái dấu hiệu quay lại là không đúng nhá. Em phải biết như thế này này, là một người con gái mình phải có giá trị của mình. Yêu nhiều yêu ít, đặt nó sang một bên đi. Mình phải biết là mình chỉ yêu, đã yêu, đã không yêu thì thôi. Mà đã yêu là phải yêu cho nó đáng một cái tình yêu đích thực. Khi một người đàn ông không muốn quay lại với em, cứ mập mờ với em trong cả năm trời như vậy mà thỉnh thoảng đề cập đến cái chuyện quan hệ tình dục, em nghĩ rằng đấy là quay lại thì không phải. Đấy là sự xúc phạm đối với một cô gái. Em ạ, không muốn quay lại, không muốn chính thức trong một mối quan hệ, chỉ đề cập đến cái chuyện tình dục thôi, thì chứng tỏ người đàn ông không hề tôn trọng em và không hề trân trọng em, đúng không? Còn nếu như một người đàn ông thực sự trân trọng em, tôn trọng em mà không quay lại, không là gì của em mà nhắc đến chuyện tình dục ấy, là người ta cũng phải ngại. Người ta không dám nhắc, vì người đàn ông là tử tế, nghiêm túc, đúng không em? Cái sai lầm trong ứng xử của em là suốt một năm trời như vậy, người ta chia tay với mình, người ta thỉnh thoảng người ta đề cập đến cái chuyện quan hệ tình dục mà em vẫn tiếp chuyện người ta. Em ơi, đấy là cái sai của em đấy. Bây giờ lời khuyên của chị dành cho em như này: nếu mà thực sự muốn mình có một tình yêu đích thực, chị cũng không dám chắc là cái người đàn ông này, bởi vì cái người đàn ông này với những cái biểu hiện đến thời điểm bây giờ, chị chưa thấy một cái tố chất của một người đàn ông có thể làm cho em hạnh phúc. Nhưng nếu em vẫn muốn có cái cơ hội cho anh ấy quay lại với em thì em phải làm như này này. Đầu tiên, cắt đứt liên hệ với anh ta, không cho anh ta bất kỳ một cái cơ hội nào để nhắn tin với em nữa. Chứ phải mập mờ mờ cả một năm nay rồi, xong thỉnh thoảng nhắc đi chuyện tình dục mà mình vẫn nói chuyện thì không phải như thế. Em có giá trị của em và em cần có một cái tình yêu đích thực và một người đàn ông trân trọng mình. Cho nên bây giờ việc của em là không nhắn tin, không nói chuyện nhá. Lấy lại giá trị của mình đi. Mình xứng đáng là một người nghiêm túc, chứ không phải là một người chơi chơi bời bời, sướng lên chán cái thì nhắn tin nói chuyện một tí, rep story một tí xong rồi thôi, đúng không em? Lấy lại giá trị của mình đi. Không nhắn tin cho người ta nữa, người ta nhắn tin cho em không trả lời nữa cho chị nhá. Không trả lời nữa, không nhắn nữa, không rep các story nữa, không có bất kỳ một phản hồi nào với anh ta nữa. Để cho anh ta phải tò mò với em đi, chứ không phải là lâu lâu không nói chuyện, nói một cái là có người đáp lại luôn, đúng không? Có người sẵn sàng ngồi đi chờ mình luôn. Thì thành ra đấy cũng chính là một cái trong số những lý do khiến người ta không muốn ở cạnh em đấy. Cho nên em phải rút kinh nghiệm đi nhá. Lần này hoặc là anh ta phải chiến đấu mãnh liệt để quay lại, hoặc là không, không thèm. Lãng phí một năm với một người mà không đủ trân trọng với mình là quá đủ rồi. Em ạ, bây giờ em tuyệt đối cắt đứt mọi thứ. Anh ta có nhắn tin, không trả lời, để anh ta sẽ phải cuống quýt lên. Nếu anh ta có tình cảm với em, anh ta sẽ phải cuống quýt lên. Cuống quýt lên, nhắn tin, gọi điện, dù tìm đủ mọi cách để em có thể liên hệ với người ta. Và khi người ta hỏi em tại sao không trả lời người ta, thì em nói như này: anh ạ, chúng ta đã chia tay nhau cũng một năm, hơn một năm rồi. Em nghĩ rằng mình cũng cần có không gian và thời gian để bắt đầu cuộc sống của mình, cũng như là sẽ mở lòng ra để đón nhận một cái tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Cho nên là nếu như em còn liên hệ với người cũ thì chắc là người mới sẽ bước đến trong cuộc sống của em sẽ không vui đâu. Cho nên là mình đừng liên hệ với nhau nữa anh nhé. Đấy, em phải nói cô ấy để làm gì?
để nếu có tình cảm với em, người ta sẽ cuống quýt lên, người ta sẽ sợ mất em, người ta phải chiến đấu để có được em. Người ta sẽ không nghĩ là à, quan hệ tình dục, đã từng quan hệ tình dục với em rồi thì sẽ không bao giờ mất em được đâu, hay là em sẽ luôn luôn ở đó chờ anh ta, thì không phải như vậy nhá. Cho anh ta biết là mình sẵn sàng để bước tới một cuộc tình mới rồi, và để cho anh ta sẽ phải trong đầu suy nghĩ à, hay là có người đang tán tỉnh cô ấy và cô có tình cảm rồi nhở, mình không nhanh tay thì mình mất rồi. Anh ta sẽ phải biết trân trọng em hơn, bởi vì cô ấy cầm lên được, cô ấy hạ xuống được, chứ không phải là một năm qua mình chán, lúc nào mà mình nhắn một cái là có người đáp lại mình luôn, cô ấy luôn ở đấy, cô ấy chờ mình luôn sẵn ở đấy, dâng lên tận miệng. Người ta sẽ không bao giờ người ta biết trân trọng, nhưng người ta phải chiến đấu để có được, thì người ta sẽ coi như báu vật vậy. Em phải biến mình trở thành báu vật, coi mình như một báu vật để khiến người ta phải chiến đấu để có được, chứ không phải là xuề xòa như thế này em ạ. Nhá, và cái việc mà thỉnh thoảng lâu lâu lại nhắc đến chuyện quan hệ trong khi không quay lại với nhau ấy, thì mình phải át đi ngay, không bao giờ tiếp chuyện chứ. Em nghĩ mà xem, không tình cảm gì mà cứ nhắc đến chuyện tình dục thì là gì, như thế mà là yêu á? Không, đúng không? Nên chị nghĩ rằng em tự trọng lên này, giá trị cao hơn này, đặt tiêu chuẩn cho người đàn ông bước vào cuộc đời mình này. Tình yêu có cũng được, không có cũng được, nhưng một khi có cho đáng là một người biết trân trọng mình, muốn được làm cho mình hạnh phúc, thì anh ấy mới xứng đáng để bước vào cuộc đời của em. Em phải biết em giá trị như thế, chứ đừng xuề xòa trong cách ứng xử với chính mình. Nếu em xuề xòa trong cách ứng xử với chính em thì sẽ chẳng ai cẩn thận trong cái cách ứng xử với em đâu. Nếu em không trân trọng mình, không đặt tiêu chuẩn, không cao giá, thì sẽ chẳng ai coi em là giá trị cao đâu, đúng không? Cho nên bây giờ cái điều duy nhất em cần làm bây giờ là cắt đứt mọi liên hệ với anh ta nhá. Có thể trong thời gian này bắt đầu cuộc sống mới của mình đi, tìm hiểu những chàng trai mới đi, nếu có thể, đúng không nào? Người ta có yêu đương gì em đâu, người ta không hề thể hiện bất kỳ một tình yêu gì với em cả. Còn nếu như anh ta hành động kịp, anh ta mãnh liệt kịp trong cái khoảng thời gian mà ví dụ như là em chưa có người mới, mà anh ta hành động kịp, anh ta đuổi theo nhanh thì còn kịp, còn nếu không kịp thì mất em vào tay một người đàn ông tuyệt hơn. Thì đấy là lời khuyên của chị nhá, chứ đừng bị lụy về một người đàn ông mà người ta không thực sự yêu mình, vì nếu thực sự yêu em thì người ta sẽ không đối xử với em như thế đâu. Chị chưa nhìn thấy cái sự chân thành gì cả, nên hãy dùng cái sự im lặng của em mà cắt đứt mọi liên hệ để xem tình cảm của anh ta dành cho em đến đâu. Còn nếu không, em cứ bước đi trên con đường của mình. Thì đấy là lời khuyên của chị. Hy vọng rằng em sẽ mạnh mẽ chiến đấu cho hạnh phúc của chính em, chứ không phải là để dòng đời xô đẩy, để cảm xúc nó chảy một cách tự nhiên mà mình không làm chủ nó, thì nó sẽ là sự bất hạnh cho chính mình em nhé. Cũng rất nhiều bạn đã ứng dụng cách này và có thành công rồi, chị hy vọng rằng em sẽ ứng dụng. Còn nếu như mà anh không quay lại vì tình cảm không đủ lớn thì thôi, hãy dành cơ hội được ở bên em trong một người đàn ông tuyệt hơn thế nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó, nhấn vào theo dõi, like, rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.